chiến dịch gió lốc, cuộc tháo chạy tán loạn khỏi Sài Gòn. Mr PT hết kể chuyện lịch sử xin chào các bạn. Chúng tôi hân hạnh gửi đến các bạn câu chuyện về cuộc tháo chạy của Mỹ và những người Việt liên quan khi quân giải phóng tiến vào Sài Gòn 50 năm trước, ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sài Gòn những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975. Gần 15 vạn quân giải phóng từ khắp các ngả đường đang dầm dập áp sát thành phố. Trước đó, mỹ đã bắt đầu di tản dần công dân nước mình ra khỏi sài gòn tuy nhiên khi quân giải phóng đã ngấp nghé ngoài cửa vẫn còn hàng ngàn người mỹ kẹt lại trong thành phố đấy là còn chưa kể gia đình vợ con và cả bồ bịch ở việt nam của họ rồi đám đồng minh của mỹ cả cánh phóng viên còn rất nhiều người việt làm việc cho mỹ hoặc cho chính quyền việt nam cộng hòa và cả những kẻ mua giấy tờ để được ra đi nếu di tản hết thì phải lên đến cả trăm ngàn con người cục tình báo liên bang mỹ cia đã ra sức đồn thổi về những cuộc tắm máu những trại tù cải tạo đầy ải khi cộng sản và tiếp quản thành phố giờ thì không chỉ những người làm cho quân đội và chính quyền việt nam cộng hòa mà miền bắc thường gọi là ngụy quân và ngụy quyền và thân quyến của họ lo sợ muốn ra đi mà một bộ phận dân chúng cũng hoang mang giá tiền để mua một giấy chứng nhận kết hôn với người mỹ đã tăng chóng mặt trong những ngày cuối chính quyền mỹ đứng trước một bài toán vô cùng học búa đưa những ai đi bằng cách nào và khi nào? Làm sao để vẫn giữ được thể diện cho nước Mỹ? Từng giờ trôi qua căng thẳng, cả thế giới nhìn vào. Từ chập tối ngày 28 tháng 4, quân giải phóng bắt đầu ném bom và ná pháo vào sân bay Tân Sơn Nhất. Mới đó đã 40 tháng từ ngày ký hiệp định Paris, giờ người Sài Gòn mới lại nghe tiếng pháo. Con đường sơ tán chủ chốt bằng đường hàng không tại sân bay thế là đã bị cắt đứt, giờ sẽ đi bằng đường nào đây? Sự hoang mang như vết dầu loang ra khắp thành phố người Mỹ và những người Việt liên quan không ai còn có thể ngồi yên. Chỉ còn cách chuyển sang phương án dự phòng mạo hiểm cuối cùng, di tản toàn bộ những người còn lại bằng trực thăng, cái mà người Mỹ gọi là chiến dịch gió lốc Operation Frequent Wind. Chuẩn bị, những người sẽ di tản bao gồm người Mỹ, người nước ngoài, và những người Việt được lựa chọn được phát một cuốn sách hướng dẫn nhỏ. Theo đó, ám hiệu bắt đầu chiến dịch là bài hát White Christmas được phát trên đài phát thanh quân đội Hoa Kỳ. Khi nghe hiệu lệnh này, người di tản phải ngay lập tức tập trung tại một trong 28 điểm tập kết đã định khắp thành phố. Tại đây, các chuyến xe bus theo bốn tuyến đường khác nhau sẽ đưa họ đến văn phòng tùy viên quân sự Hoa Kỳ DAO cạnh sân bay. Từ căn cứ này, trực thăng sẽ chở người di tản ra các tàu của hạm đội 7 hải quân Mỹ đợi sẵn ở ngoài khơi biển Vũng Tàu. Tòa đại sứ cùng nhiều nóc nhà khác ở trong thành phố cũng đã được Mỹ khảo sát và chọn làm điểm hạ cánh, nơi trực thăng sẽ đón người di tản ra căn cứ DAO sáng sớm ngày 29 tháng 4, đích thân đại sứ Mỹ ra sân bay giữa tiếng nổ ủng hoàng của của đạn pháo để chắc chắn rằng không thể di tản bằng đường hàng không được nữa. Tới 10 giờ 48 phút, khi không còn có thể trần trừ thêm được nữa, ông liên lạc về Mỹ xin khởi động chiến dịch gió lốc. Chỉ 3 phút sau, đề nghị nhanh chóng được chấp thuận. Giai điệu bài hát White Christmas vang lên trên sóng phát thanh. Cuộc di tản bằng trực thăng lớn nhất trong lịch sử loài người chính thức bắt đầu. Hỗn loạn. Thế nhưng, chẳng mấy chốc, mọi việc trở nên hỗn loạn. Số người muốn di tản quá nhiều, đến mức mà các chuyến xe bus và trực thăng chỉ như muối bỏ biển. Cái hiệu lệnh bí mật là bài hát White Christmas kia được dì tai nhau đến mức dường như cả thành phố đều biết. Người ta đổ dồn đến các điểm chờ xe bus, các tòa nhà cao tầng nơi có điểm đỗ trực thăng, các bến tàu trên sông Sài Gòn và đặc biệt là bùa vây tòa đại sứ, hòng mong chen lấn được một chỗ để ra đi. Hoàng thị oanh oanh năm đó 12 tuổi đi cùng mẹ và các anh chị em. Cha cô bé là một trung tá Việt Nam Cộng Hòa đã mất liên lạc với gia đình. Cô hồi tưởng lại cái ngày 29 tháng 4 điên đảo ấy. Đầu tiên, cả nhà đến phi trường và bắt gặp một khung cảnh vô cùng hỗn loạn người chạy tứ tán. Kêu gào trong cơn hoảng loạn, rượt theo những chiếc xe chạy qua, van xin để được lên máy bay. Rồi cả nhà đi ra biến tàu. Khi chúng tôi đến đó, cảnh tượng còn ghê hơn. Oanh oanh kể, người ta nhảy lên thuyền và rớt xuống nước. Có người bị thuyền nghiến lên người thì khóc kẻ kêu gào trẻ con chạy tan tác vì lạc cha mẹ cảnh tượng như trong phim khói bốc lên khắp nơi chúng tôi nghe tiếng súng nổ nên mẹ tôi quay đầu xe và lái về tòa đại sứ hoa kỳ trên các nóc nhà air america hãng hàng không dân sự thuộc sở hữu bí mật của cia được giao nhiệm vụ đón người di tản tụ tập trên các nóc nhà khắp thành phố phi công tony của ồ sơn vẫn còn nhớ như in có quá nhiều nóc nhà và chúng tôi thực sự không biết cái nào ra cái nào. Chúng tôi chỉ còn biết chọn bừa một cái và đạp xuống. Nhiều quan chức và sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa, dù liên lạc và được trưởng chi nhánh CIA Tom Polga tìm cách bố trí, cũng không thể chen chân giữa biển người bao quanh tòa đại sứ Mỹ. Trong số đó có cả Phó Thủ tướng kiêm Tổng trưởng Quốc phòng Trần Văn Đôn và con trai ông, một bác sĩ nhi khoa trẻ tuổi. Sau một hồi lòng vòng vô vọng giữa các điểm tập kết đông đặc, liên tục khản cổ gọi điện cho các nhân viên CIA. Cuối cùng, ông được chỉ điểm đến tòa nhà Pittman, số 22 Gia Long, nơi trước đó không được dự kiến là điểm đỗ trực thăng. Phi công bốp cà giòn của Air America được giao nhiệm vụ đi đón ngài phó thủ tướng và gia đình. Khi hạ cánh xuống nóc thang máy tòa nhà 6 tầng này, vẫn giữ quạt quay để trực thăng không đè nặng xuống nền vốn không được thiết kế để chịu lực lớn. Nhìn qua cửa máy bay viên phi công lạ lên khi thấy phải đến 50 người đang leo lên thang. Sao cái ông phó thủ tướng này có cái gia đình khủng vậy? Không ai trong số những người trên nóc tòa nhà Pitman hôm đó biết mình là nhân vật của một trong những bức ảnh mang tính biểu tượng nhất thời đại. Phóng viên ảnh người Hà Lan Hubert Van Est, tác giả bức ảnh, hồi tường trên tờ New York Times. Vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều, khi tôi đang làm việc trong phòng tối, đột nhiên nghe Bert O'Cooley hét lên Van S ra đầy màu có chiếc trực thăng trên nóc nhà kia. Tôi vớ vội trước máy ảnh và cái ống kính dài nhất trong phòng. Nó chỉ là cái ống kính 300mm nhưng không còn cái nào hơn và nhào ra ban công. Nhìn sang tòa nhà Pittman, có khoảng 20 đến 30 người trên nóc đang trèo thang về phía chiếc trực thăng Huey của Air America. Ở phía trên, một người Mỹ trong bộ đồ dân sự kéo từng người lên và đẩy họ vào trong trực thăng. Tất nhiên, không có cách nào nhồi nhét hết từng ấy người. Vì thế máy bay cất cánh với khoảng 12 hoặc 14 người trên bong số chỗ quy định của loại máy bay này chỉ là 8. Những người còn lại trên nóc đợi thêm hàng tiếng. Hy vọng có chuyến trực thăng khác tới. Nhưng chẳng còn chuyến nào. Người đứng trên nóc và kéo những người khác lên là nhân viên CIA RNB, Do đây là trực thăng đi đón gia đình phó thủ tướng nên mới có người hỗ trợ như vậy. Rất nhiều phi công khác trong cái ngày lịch sử đó phải bay mà không có cả lái phụ. Việc đón khách khi đó thật không dễ dàng. Vì bạn không được rời buồng lái, phi công Cố Ổ Sơn, người đã bay một mình liên tục hơn 10 tiếng đồng hồ hôm đó kể lại bạn phải để ý cánh quạt phía sau. Phòng trường hợp có ai đó không biết chẳng may đi vào. Khó nhất là khi cất cánh, vì luồng người vẫn trèo lên trực thẳng không ngừng nghỉ. Bạn phải bay lên thật từ từ chậm rãi và dòng người sẽ nhận ra và tự ngắt. Cũng có những người vẫn cố bám lấy càng máy bay dù biết nó đang cất cánh và phi công chỉ còn cách lắc trực thăng cho đến khi họ buông ra. Cứ như vậy, các phi công bay đi bay lại liên tục không nghỉ trong tình trạng đói mệt và căng thẳng tột cùng. Trời tối dần, bắt đầu có mưa và sấm chớp, tầm nhìn giảm, các nóc nhà thì tối thui. Ở phía dưới, thỉnh thoảng súng lại nổ đi đùng. Tới 9 giờ tối thì các chuyến bay đón người từ các nóc nhà dừng lại. Từ sau đó, việc di tàn chỉ còn tập trung ở tòa đại sứ. Ở tòa đại sứ, nằm cách tòa nhà Pittman vài khu phố là tòa đại sứ Mỹ nơi có thể coi là mắt báo, trung tâm của sự hỗn loạn. Theo kế hoạch ban đầu, đây cũng chỉ là một điểm tập kết thông thường, xe bus sẽ chở những người di tản ra căn cứ DAO trước, sau đó hai trực thăng sẽ đón vị đại sứ, đám tùy tùng và lính gác từ nóc nhà. Thế nhưng, biển người kéo đến vây quanh khiến kế hoạch sớm bị phá sản. Khốn nỗi khác với căn cứ DAO nơi có tới 6 điểm đỗ trực thăng, tòa đại sứ chỉ có một điểm duy nhất trên nóc vốn chỉ chịu được sức nặng của trực thăng vận tải hạng chung. Vì thế, đám lính gác nhanh chóng chặt hạ cây me của ngài đại sứ ở bãi đỗ xe trong sân sau để lấy chỗ cho trực thăng lớn hơn đáp xuống. Cây me lớn này trước đó được vị đại sứ ví vững chắc như thỏa thuận giữa Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Mẹ của Oanh Oanh bỏ ra một ít vàng để mua giấy tờ giả từ một người bán dọc đường. Khi họ đến tòa đại sứ, đám đông hung hãn đang trèo qua các cánh cổng bà mẹ cầm nắm giấy tờ với những người lính gác. Hai người lính đi ra, tách đám đông, cố để cho chúng tôi đi qua. Dù vậy, người ta nắm, kéo và đạp vào chúng tôi. Mẹ dáng lôi được chúng tôi qua cổng, đi vào bên trong tòa đại sứ. Các lính Mỹ đứng gác trên tường, đẩy người này xuống, kéo người kia lên. Những người được kéo vào có thể do người lính gác biết mặt, hoặc họ có giấy tờ hay thư tay gì đó. Đôi khi mọi thứ không rõ ràng, và tùy gã lính gác quyết định quyền sinh quyền sát trong tay, chẳng khác gì người soát vé ở một sân vận động bát nháo. Tướng Richard E. Kerry, người chịu trách nhiệm điều hành cuộc di tản, lúc đó ở trên tàu chỉ huy USS Blue Ridge. Mãi đến chiều, ông mới được biết về tình trạng dối ren ở tòa đại sứ. Kế hoạch lập tức phải thay đổi, cần rất nhiều trực thăng tới ngay đó. Tuy nhiên, cần phải giải quyết đống người lồn nhồn ở căn cứ DAO trước, nên mãi tới gần 6 giờ chiều bốn chiếc trực thăng CH-46 đầu tiên đáp mới xuống tòa đại sứ. Từ đó cho đến gần mở sáng hôm sau, các chuyến trực thăng liên tục đi đi về về chở người di tản ra các tàu ngoài khơi, mặc cho trời đã tối và mưa sấm chớp làm giảm tầm nhìn, và cả nỗi lo lắng bị bắn hạ bởi quân đội các phía. Phi công 30 tuổi Gary Berry của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ hôm đó lái chiếc CH-46 biệt hiệu Lady S-09. Anh được ra một nhiệm vụ khá giản dị đón đại sứ Graham Mahan ra tàu chỉ huy USS Blue Ridge được ngoài khơi nhưng việc đó hóa ra không hề đơn giản vì đại sứ quyết chỉ ra đi khi tất cả những người trong tòa nhà được di tản hết Barry nhớ lại lần nào đắp xuống nóc nhà anh cũng hét to tôi đến đây để đón ngài đại sứ và lần nào cũng như nhau đám lính mỹ ở đó chẳng thèm đếm xỉa lạnh lùng sắp xếp những người khác đầy máy bay chẳng còn cách nào khác gã phi công trẻ đành cất cánh chở họ ra các tàu ở biển hết lần này đến lần khác vậy mà lượng người dường như không hề thuyên giảm. Ngồi ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Gerald Ford và Ngoại trưởng Henry Kissinger theo dõi vô cùng sốt ruột. Ai cũng tự hỏi đến bao giờ bao giờ cuộc di tản căng thẳng ở tòa đại sứ này mới kết thúc. 2 giờ 10 dạng sáng ngày 30 tháng 4, đại sứ quán đưa ra con số ước tính là cần khoảng 19 chuyến nữa. Rõ ràng là con số này là không đủ. Người đã vào sân tòa nhà còn rất nhiều, và bất chấp lực lượng bảo vệ, người ta vẫn đang trèo tường trốn vào thêm một nhóm người của sứ quán Hàn Quốc trong lúc đợi đến lượt đã lấy rượu trong quầy uống đến say xỉn. 3 giờ 27 sáng, Tổng thống Ford yêu cầu không được đón thêm quá 19 chuyến nữa và đại sứ Ma Ân phải rời đi trên chuyến cuối cùng. 4 giờ 30 sáng, con số 19 chuyến đã vượt quá, vẫn còn gần 500 người nữa. Phía đại sứ quán vẫn cố gắng tiếp tục đón đến người cuối cùng, nhưng phía quân đội thì chỉ muốn dừng. Các phi công đã quá mệt mỏi, còn các chỉ huy thì lo lắng sợ điều gì tệ hại có thể xảy ra. Tướng Kerry, người chỉ huy chiến dịch, chỉ thị dứt khoát, từ giờ chỉ được phép đón nốt những người Mỹ còn lại. Khoảng 20 phút sau, Barry lại đáp trước Lady S-09 xuống nóc tòa đại sứ. Không biết đó là lần thứ bao nhiêu trong ngày. Như thường lệ người lại được nhét đầy. Thật điên tiết, Barry gọi gác thượng sĩ lại gần buồn lái. Cho những người này xuống hết. Tôi sẽ không cất cánh khi không có đại sứ trên bong viên phi công hét lên. Đây là mệnh lệnh của Tổng thống, Berry thêm vào. Câu thêm vào đó lập tức tỏ ra có hiệu quả. Gã lính đi xuống và một lúc sau đại sứ Ma Ân cùng những người tùy tùng xuất hiện. Vị đại sứ trông mệt mỏi phở phạt. Hổ đã rời chuồng, Berry nói vào bộ đàm sau khi trực thăng cất cánh cùng với vị đại sứ trên bong. Lúc đó là 4 giờ 58 phút sáng. Còn khoảng hơn 60 lính gác Mỹ đang ở khắp nơi, trên tường, ở cổng, trên nóc tòa nhà chính, dưới sân là khoảng 420 người đang chờ đến lượt những người đã được hứa chắc nịch bởi người Mỹ là đã vào tòa đại sứ là vào lãnh thổ Mỹ và yên tâm là sẽ được đi. Ở phía ngoài tường tòa đại sứ, biển người mênh mông vẫn hy vọng sẽ đến lượt được vào trong. Thiếu tá Jimkin, chỉ huy đội lính gác, bí mật lệnh cho đám lính rời vị trí và xếp thành ba vòng bán nguyệt, từ từ đi lùi rút từ ngoài sân vào trong tòa nhà chính. Đám người trong sân hiểu ngay ra chuyện gì, cũng xếp thành vòng theo sát họ nhìn chằm chằm vào nhau đám lính chĩa súng ra lùi vào một bước đám người tiến theo một bước nhịp nhàng không gian căng thẳng như dây đàn khi khoảng hơn nửa số lính đã vào được trong thì dầm một tiếng ai đó hét lên họ vào rồi đám đông bên ngoài đã phá được cổng ngoài và ùa vào sân như dòng nước chị nguyễn thu minh cùng sáu đứa con cũng có mặt tại tòa đại sứ lúc đó lính mỹ xếp thành một hàng chĩa súng về phía chúng tôi rồi lui dần vào trong nhà chị minh nhớ lại trước khi vào hết bên trong tên lính cuối cùng bắn lựu đạn cay vô chúng tôi rồi họ đóng cửa lại chúng tôi không thấy đường và không thở được người ta chạy tứ tán kêu gào và đạp lên những người ngã sau khi đã chốt chặt cửa tòa nhà chính lính mỹ khóa thang máy rút lên nóc theo đường thang bộ qua mỗi tầng lại cẩn thận khóa cửa song sắt dẫn lên tầng trên dưới mặt đất đám đông giận dữ lái một xe bồn nước húc sập cửa tòa nhà chính rồi ùa vào túa lên cầu thang theo Cần khoảng 3 chuyến CH46 nữa mới có thể di tản hết đám lính còn lại. Ở dưới cầu thang, đám đông nổi giận lần lượt phá cửa từng tầng một, tiếng răng rắc vang lên ở nóc nhà cũng có thể nghe thấy. Tiếng súng đùng đoàn từ dưới đất hoặc các nóc nhà gần đó chốc chốc lại vang lên. Trên tàu chỉ huy USS Blue Ridge, tướng Kerry giật mình nhận ra một sai lầm chết người. Mọi người đã hiểu nhầm thông báo hổ đã rời chuồng của Berry và tất cả các trực thăng đang bay đều đã quay về và hạ cánh trên các con tàu. Các phi công đã hoàn thành và nghỉ ngơi. Không ai quay lại đón toán lính còn trên nóc. Tàu đã đi ra xa ngoài khơi hơn. Thời gian bay đến tòa đại sứ cũng dài hơn. Nhưng Barry và phi công yểm trợ của mình thì chưa nghỉ. Họ biết đám lính còn ở đó. Hai người liền lái hai chiếc CH-46 lại quay trở lại. Nhưng hai chiếc không đủ chỗ cho hơn 60 còn lại. Khi chiếc Lady S-09 rời đi, vẫn còn 11 lính Mỹ cuối cùng trên nóc. Lúc đó đã là 7 giờ sáng. Đám đông đã lên đến thang bộ tầng trên cùng, ở ngay lối lên nóc. Toán lính dùng lựu đạn hơi cay để ngăn cản, với lấy các thiết bị chữa cháy và bất kỳ thứ gì có ở đó để chặn cửa. Tại Washington, Ngoại trưởng Henry Kissinger họp báo, thông báo chiến dịch đã hoàn thành. Người Mỹ đã được sơ tán hết. Bỗng một phóng viên hỏi, Thưa Ngoại trưởng, có báo cáo là vẫn còn lính Mỹ trên nóc tòa đại sứ. Xin ông xác nhận và giải thích tại sao Kissinger chết chân trong giây lát. Cách đó nửa vòng trái đất, tại tòa đại sứ, đã gần một tiếng trôi qua, những người lính Mỹ còn lại trên nóc nhà đã nghĩ là mình bị bỏ rơi. Họ bắt đầu tuyệt vọng và nghĩ đến viễn cảnh khi quân giải phóng tấn công lên nóc thì sẽ chiến đấu hay đầu hàng. Bỗng một lính gác chỉ tay lên nền trời. Từ xa, hình một chiếc CH46 dần dần hiện rõ. Đó là chiếc CH46 biệt hiệu Swift 22. Lần này thậm chí được dẫn đường bởi bốn trực thăng chiến đấu Cobra. Tiếng động cơ máy bay kích thích đám đông người đang mắc ở trong thang bộ. Họ lại ra sức phá. Cánh cửa lên sân thượng cong lên trực vỡ. Đám lính Mỹ vội vàng lên leo máy bay. Một tên luống cuống ném vội hai quả lựu đạn cay. Ngay sau đó, gã này đã nhận ra đó là một sai lầm ngu xuẩn. Hơi cay bị động cơ hút vào trong trực thăng, cay xè mắt. Máy bay lảo đảo, nâng lên hạ xuống mấy lần một lính Mỹ lăn ra ngoài nhưng trèo vào lại được. Rồi cuối cùng, chiếc Swift 22 vẫn cất cánh thành công. Lúc đó là 7 giờ 53 phút sáng. Chừng 40 phút sau, nó hạ cánh an toàn xuống tàu USS Okinawa. Đám đông ngay sau đó ủa lên nóc nhà, rồi kiên nhẫn chờ nhưng chẳng còn chuyến nào. Họ dần giải tán. Chỉ tầm 3 tiếng sau, cách đó chưa đầy một cây số, những chiếc xe tăng đầu tiên của quân giải phóng hốc đổ cánh cửa sắt của dinh độc lập, chính thức đặt dấu chấm hết cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Cuối cùng, khoảng 7.000 người đã được di tản xuyên đêm trong vòng chưa đầy 20 tiếng đồng hồ. Con số này chưa kể đến những người được di tản bằng trực thăng của Air America hoặc tự đi trên các trực thăng của không quân Việt Nam Cộng Hòa. Ngoài hai lính Mỹ chết vì đạn pháo ở căn cứ DAO dạng sáng ngày 29 tháng 4, có hai phi công khác thiệt mạng ngoài khơi khi trực thăng của họ đâm xuống biển. Trong suốt quá trình diễn ra chiến dịch, chỉ thỉnh thoảng có tiếng súng nhỏ tầm thấp không gây hậu quả gì lớn. Quân giải phóng quan sát cuộc di tản nhưng không can thiệp. Các máy bay chiến đấu được chuẩn bị sẵn trên các tàu sân bay Mỹ đã không cần cất cánh yểm trợ. Đại sứ Graham Maun là người có vai trò then chốt trong việc quyết định cách thức, thời gian và danh sách người di tản. Vị đại sứ đã luôn nấn ná, bởi chính ông là người từ sau hiệp định paris đã nhiều lần lên tiếng chấn an giới chức sài gòn rằng mỹ sẽ không để yên nếu quân miền bắc đe dọa chế độ mà có lẽ chính ông cũng tin vào cái điều không thể xảy ra đó ông đã đặt hy vọng vào phòng tuyến xuân lộc rồi ông lại hy vọng rằng phút cuối mỹ sẽ can thiệp thế nào đó để có thể đạt được giải pháp chính trị giữ quân giải phóng ở lại bên ngoài sài gòn ông ngăn cản một cách quyết liệt bất kỳ hoạt động nào có thể khiến người dân nghi ngờ là người mỹ sẽ bỏ đi không cho dọn chứa ngại vật và vẽ chữ hát cho trực thăng đỗ trên các nóc nhà, không cho chặt cây me trong sân tòa đại sứ để dọn chỗ làm bãi đỗ trực thăng, không cho lập danh sách đầy đủ những người Việt cần di tản. Ông sợ Sài Gòn sẽ loạn nếu biết người Mỹ chuẩn bị bỏ đi. Ma ẩn đã luôn muốn ra đi đàng hoàng, giữ thể diện cho nước Mỹ và cho cả cá nhân ông nữa. Ông mong mỏi chính quyền Mỹ giữ những lời hứa mà ông đã thay mặt họ phát ngôn, nhưng chẳng ích gì. Nếu quyết định di tản được chuẩn bị cẩn thận và đưa ra sớm hơn có lẽ còn giữ được chút ít thể diện hơn. Khi bị ép buộc lên trực thăng rời tòa đại sứ, ra đến tàu chỉ huy USS Blue Ridge, ông đã cố gắng nài nỉ thêm các chuyến bay mới để đón nốt tất cả những người còn lại, nhưng không thành công. Trước khi làm đại sứ ở Việt Nam, Ma ẩn có thời gian làm đại sứ ở Thái Lan và Ý. Trong thời gian ở Thái Lan, con nuôi ông, Trung úy Glenn Dumen chết trên chiến trường Việt Nam, Năm 1965, sau này về Mỹ, ông làm trợ lý cho ngoại trưởng Henry Kissinger một thời gian, rồi nghỉ hưu năm 1977. mà mất năm 1990 ở tuổi 77. Mr. P.T. hết kể chuyện lịch sử xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.